cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên yêu cầu các sở ngành địa phương trong vùng ảnh hưởng của bão lũ khẩn trương thực hiện lựa chọn nhà thầu để khắc phục hậu quả bão số 3 và mưa lũ sau bão. Trên cơ sở thống kê tình hình thiệt hại do bão số 3 và mưa lũ sau bão gây ra và thẩm quyền nhiệm vụ được giao theo quy định, chủ động áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu thích hợp nhất để đảm bảo việc lựa chọn nhà thầu được thực hiện nhanh chóng hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu khắc phục ngay hoặc xử lý kịp thời hậu quả do bão số 3 và mưa lũ sau bão gây ra. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì phối hợp với các sở ngành địa phương tổ chức rà soát thống kê thiệt hại hậu quả do bão số 3 và mưa lũ sau bão gây ra, tổng hợp dự báo nhu cầu về hàng hóa, vật tư, thiết bị, cơ sở vật chất cần thiết phải mua sắm phục vụ cho công tác khắc phục hậu quả để nhanh chóng ổn định lại đời sống cho người dân, hoạt động sản xuất kinh doanh. Áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn quy định tại khoản 2, điều 78, Nghị định số 24 năm 2024 đối với các gói thầu cần thực hiện để khắc phục ngay hoặc xử lý kịp thời hậu quả do bão số 3 và mưa lũ sau bão gây ra thuộc trường hợp quy định tại điểm A, điểm B và điểm C khoản 1, điều 23, luật đấu thầu như xử lý sự cố vỡ đê, gia cố đê, xử lý sạt lở bờ sông, khu vực sung yếu, sửa chữa, bảo trì các tuyến cầu, đường giao thông, xử lý công trình có nguy cơ mất an toàn chịu lực, hỗ trợ vận chuyển, mua sắm lương thực cứu đói cứu nạn, mua sắm thuốc hóa chất vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, trong đó lưu ý khẩn trương xác định và giao cho nhà thầu có năng lực kinh nghiệm thực hiện ngay các gói thầu để khắc phục hậu quả sau bão số 3 và mưa lũ sau bão. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục chỉ định thầu rút gọn, không phải phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, không phải lập hồ sơ yêu cầu, không yêu cầu nhà thầu nộp hồ sơ đề xuất để đánh giá. Việc xác định gói thầu phải đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 16, Nghị định số 24 năm 2024 EDCP. Công khai kết quả chỉ định thầu trên hệ thống mạng thầu quốc gia, đảm bảo công khai, minh bạch. Sở Y tế kịp thời hướng dẫn chỉ đạo việc mua thuốc, hóa chất, vật tư, xét nghiệm, thiết bị y tế và các hàng hóa khác cần bổ sung ngay để phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh tại những vùng bị ảnh hưởng bởi bão số 3 và mưa lũ sau bão, đảm bảo sức khỏe tính mạng cho người dân, không để bùng phát dịch bệnh sau bão lũ. Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các địa phương chỉ đạo các cơ sở giáo dục rà soát thực trạng cơ sở vật chất để triển khai mua sắm nhằm đảm bảo điều kiện cho học sinh sớm trở lại đi học bình thường sau mưa lũ. Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn đôn đốc các sở ngành địa phương tổ chức thực hiện nội dung công văn này để kịp thời xử lý, khắc phục hậu quả bão số 3 và mưa lũ sau bão gây ra, ổn định đời sống nhân dân, hoạt động sản xuất kinh doanh, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành tỉnh, chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện. Theo Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh, dự kiến tổng kinh phí thực hiện các biện pháp chính sách hỗ trợ khắc phục thiệt hại do bão số 3 trên địa bàn là trên 3.300 tỷ đồng. Trong số đó, bao gồm kinh phí thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh mới ban hành ngày 23 tháng 9 hỗ trợ các lĩnh vực nông nghiệp, bảo trợ xã hội, học phí, sửa chữa nhà ở. Khoảng 1.000 tỷ đồng, còn lại là kinh phí thực hiện các chính sách đã báo cáo Chính phủ tăng mức hỗ trợ, mở rộng đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ nếu được Chính phủ đồng ý. Cụ thể, theo kết quả tổng hợp của Sở Tài chính, dự kiến tổng kinh phí để thực hiện các biện pháp, chính sách hỗ trợ khắc phục thiệt hại do bão số 3 của địa phương sẽ là trên 3.300 tỷ đồng. Trong đó bao gồm kinh phí thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh mới ban hành ngày 23 tháng 9, hỗ trợ với các lĩnh vực nông nghiệp, bảo trợ xã hội, hỗ trợ học phí, hỗ trợ sửa chữa nhà ở. Cùng với đó là nhu cầu kinh phí thực hiện các chính sách đã báo cáo Chính phủ tăng mức hỗ trợ mở rộng đối tượng nếu được Chính phủ đồng ý. Đến nay đã có 2 trên 11 địa phương thực hiện giải ngân một phần kinh phí được tỉnh hỗ trợ, gồm thành phố Hạ Long và huyện Ba Chẽ. Các sở ngành cũng đang tập trung hướng dẫn người dân doanh nghiệp hoàn thiện các trình tự thủ tục theo quy định để giải ngân.
Thực hiện thông báo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Quảng Ninh, các ngân hàng cũng đã rà soát các đối tượng bị ảnh hưởng thiệt hại của bão, mưa lũ, có nhu cầu vay vốn, tập trung nguồn vốn sẵn sàng thực hiện giải ngân cho 2.637 lượt khách hàng vay với số tiền 187 tỷ đồng, triển khai tạm, giãn hoãn, giảm lãi đối với hơn 2.300 khách hàng, tổng dư nợ được giảm lãi suất dự kiến gần 10.000 tỷ đồng. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI kiến nghị giảm tiền thuế đất cho 26 địa phương chịu thiệt hại của bão Iagi cao hơn so với mức giảm chung của cả nước. Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo nghị định quy định về việc giảm tiền thuê đất của năm 2024 nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh, dự thảo. VCCI sau khi tham vấn doanh nghiệp và chuyên gia đưa ra một số ý kiến. Theo dự thảo, Bộ Tài chính đưa ra hai phương án về mức giảm tiền thuê đất, trong đó phương án 1 giảm 15% tiền thuê đất phải nộp của năm 2024, phương án 2 giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2024. VCCI đánh giá chính sách giảm tiền thuê đất trong các năm từ năm 2020 đến năm 2023 đã mang lại tác động tích cực đối với nền kinh tế, giúp các doanh nghiệp có thêm nguồn lực để phục hồi sản xuất kinh doanh khi chịu tác động của dịch bệnh COVID-19. Mức giảm tiền thuê đất của năm trước là 30% và được đánh giá là hợp lý. Sau đó, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo lựa chọn phương án 2 áp dụng mức giảm 30% tiền thuê đất phải nộp cho năm 2024. VCCI nhận thấy thiệt hại do cơn bão Iagi vừa qua đối với 26 địa phương miền Bắc là hết sức nặng nề. Các doanh nghiệp tại các tỉnh, thành phố này đang rất cần được hỗ trợ để sớm phục hồi sản xuất kinh doanh. Chính phủ cũng đã có nghị quyết 143, trong đó yêu cầu nghiên cứu chính sách miễn giảm gia hạn tiền thuê đất, thuê mặt nước cho các đối tượng bị ảnh hưởng, thiệt hại bởi bão lũ lụt, sạt lở đất. Vì vậy, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu mức giảm tiền thuê đất cho 26 địa phương chịu ảnh hưởng của bão cao hơn so với mức giảm chung của cả nước. Chính sách sẽ giúp các doanh nghiệp tại các địa phương này có thêm nguồn lực để phục hồi sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm và chuẩn bị phúc lợi cho người lao động cho dịp Tết sắp tới. Tính đến nay, cả nước có 7 địa phương miễn 100% học phí cho học sinh phổ thông công lập, từ mầm non tới hết lớp 12 năm học 2024-2025. Cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão vừa qua đã ảnh hưởng rất nặng nề đến nhiều tỉnh, thành phố. Bộ Giáo dục Đào tạo đã có công văn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tiếp tục căn cứ mức độ thiệt hại của người dân, xem xét quyết định hỗ trợ học phí, không thu học phí đối với trẻ mầm non, học sinh phổ thông theo thẩm quyền và các quy định của pháp luật hiện hành để chia sẻ hỗ trợ phụ huynh học sinh, đặc biệt đối với học sinh vùng bị ảnh hưởng bởi bão lũ, thiên tai. Trên cơ sở đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái vừa thống nhất thông qua nghị quyết về chính sách hỗ trợ học phí với trẻ mầm non, học sinh, học viên đang học tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh năm học 2024-2025. Theo đó, mức hỗ trợ 100% với khoảng hơn 22.000 học sinh, học viên không bao gồm các trường hợp đã được miễn theo quy định của luật giáo dục và nghị định 81 của chính phủ về học phí. Tổng số tiền dự kiến hơn 48 tỷ đồng được trích từ ngân sách địa phương. Việc hỗ trợ học phí cho học sinh mầm non, học sinh, học viên trên địa bàn tỉnh là rất kịp thời và cần thiết, cấp bách và thể hiện tính nhân văn nhằm chia sẻ khó khăn, hỗ trợ phụ huynh và học sinh trên địa bàn tỉnh chịu ảnh hưởng của bão lũ trong thời gian qua. Như vậy, đến nay, Yên Bái là địa phương thứ 7 trên cả nước thông qua nghị quyết miễn 100% học phí cho học sinh các cấp từ mầm non đến phổ thông trong năm học 2024-2025. Các địa phương khác miễn học phí gồm Quảng Nam, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Bà Rịa Vũng Tàu, Khánh Hòa. Ngoài ra, Long An cũng giảm học phí 50% cho trẻ mầm non dưới 5 tuổi, miễn học phí trung học cơ sở ở trường công Vĩnh Phúc, giảm 50% học phí cho học sinh các cấp so với năm ngoái.